One hour later. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini quiz mới trên kênh YouTube của mình, cùng với một bạn mèo rất là dễ thương. Xin giới thiệu bạn, đó chính là không phải là mèo cam đâu nha anh em. Xin giới thiệu bạn, đây chính là mèo Simmy. Ta-da. Yeah. Đó, ok, hôm nay nè bạn ơi, mình đã mời mèo Simmy vào trong đây để quay video cùng với mình nè bạn ơi. Đã rất là lâu rồi mình chưa quay video cùng với mèo Simmy đó. Thì Simmy ơi, chào mọi người cái. Ok, hello, chào mọi người nha, anh nhá. Đó, mấy bạn ơi, ok, thì hôm nay nè, theo những gì mà các bạn yêu cầu thì mấy bạn yêu cầu mình rất là nhiều là: anh Phong ơi, anh hãy làm thử bắt cua trả lời câu hỏi cùng với chị Simmy đi. Đó, cho nên là hôm nay mình đã mời Simmy vào đây để cùng nhau bắt cua trả lời câu hỏi anh em ơi. Đó, ok, thì trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ mình nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của mèo Simmy cùng với các thành viên của Hero Team để đăng ký hộ cho mọi người đó nha anh em. Ok, và còn một cái điều này nữa cực kỳ quan trọng luôn nè, đó chính là anh em đừng quên là khi xem video mà có hiện lên quảng cáo thì nhớ là hãy bấm vào trong quảng cáo hoặc là xem hết quảng cáo để có thể giúp cho mình có thêm kinh phí để mua mì gói ăn nha anh em. Dạo này mình đói bụng quá, không có tiền mua mì gói để ăn. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều luôn nha. Ok, còn không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta bắt đầu vào video hay nào bạn ơi. À, thật ra từ nãy mình nói nhiều phải nồi luôn á, chứ không phải là mình không nói nhiều. Ờ. Đúng luôn. Ok, ok. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là bắt cua trả lời câu hỏi nha Sim. Hiểu không? Okay. Ok. Tính ra tôi chưa kịp nói gì luôn là sim nhảy là chết luôn hả? À Sim ơi, tính ra đường bên đó là đường khó luôn á, bên đây mới là đường dễ nè. Tôi nhảy đường khó mà. Gì? Sim nhảy đường khó luôn, hay. Ok, mình sẽ nhảy đường khó chung với Sim luôn. Ok, nhảy đường khó chung với Sim luôn. Rồi ok, Simmy đã sẵn sàng trả lời câu hỏi của những bạn fan chưa? Sẵn sàng. Ok, yes. Những câu hỏi cực kỳ hóc búa và cực kỳ gọi là nguy hiểm. Ok, câu hỏi đầu tiên của một bạn fan đã comment: điều mà Simmy ghét nhất ở anh Kairon là gì? Ôi, những câu hỏi liên quan đến Kairon và Simmy, đôi gọi là cực kỳ đẹp trong Hero Team. Nếu mà ghét thì ghét nhiều lắm, nhưng mà chắc là cái tiêu biểu nhất là cái gì ta? Ngủ muộn, thật sự. Đấy, ngủ muộn hả? Ừ, rất là ngủ muộn. Đấy. À, ngủ muộn có nghĩa là Sim ghét ở chỗ là ngủ muộn, sau đó sáng cũng dậy muộn, hay là ngủ muộn là thức khuya, thức khuya đến nỗi mà mệt mỏi hay sao? Là thức khuya á, trời ơi, có bạn biết đâu, Kairon chuyên gia thức đêm luôn, mình lúc nào cũng bảo cái đi ngủ đi, ngủ đi. Xong Kai cũng xong cuối cùng Kai cũng đi ngủ, Kai thức cả đêm luôn. Đấy. À, cái đó thì Kai khá là giống mình, bởi vì mình cũng là một trong những người thức rất là thức đêm, và mình cũng hay thức chung với Kai. Và mình sẽ nói luôn cho bạn biết mình với Kai thức đêm để làm gì. Bọn mình chơi game cùng nhau anh em. Đó, chơi game cùng nhau. What the hell? Có anh Dịch nữa. Không, không phải là có bọn tôi không đâu, còn có anh Dịch nữa. Anh Dịch cũng thức đêm chung luôn đó. Cả đám ngồi chơi game với nhau. Cả hội anh em luôn trời. Cả hội anh em ngồi chơi game với nhau. Đó, ok. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Ui, câu hỏi này trái ngược cái câu hỏi đi hồi nãy, chính là: điều mà chị Sim thích nhất ở anh Kai là gì? À. Trả lời đi. Thích hả? Thích nhiều lắm. Trời ơi, nhưng mà nếu mình thích tiêu biểu nhất thì là gì ta? Kai thật sự rất là tốt với phần kiểu như là hầu hết là trong mấy cái chuyện mà kiểu hai tụi mình gây lộn nhau thì Kai khá là nhường mình á. Đấy, thật sự là kiểu đôi lúc mình hay sai sót cái gì thì Kai cũng hay nhường mình, và Kai cũng không muốn nạt mình á. Đấy, thật sự mình rất là trân trọng điều đó. Và có nghĩa là Kai khá là nhường nhịn người yêu đúng không? Hợp lý. Kai rất là nhường nhịn mình. Ok, rồi. Thì từ nãy giờ chúng ta đã qua được hai câu trả thì từ nãy giờ chúng ta đã vượt qua được hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là Sim ghét Kai ở điểm nào, câu hỏi tiếp theo là Sim thích Kai điểm nào, thì Sim đã trả lời xong rồi đó. Ok, rồi câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này hấp dẫn này Sim ơi, câu hỏi này hấp dẫn nè. Cân nặng của Kairon. Cân nặng à? Cân nặng của Kairon là bao nhiêu? Oh my god, đúng quý. Nếu mà dành cho các bạn không biết là Kairon hiện tại là nặng
hơn 80 này. 80 kg hả? Hay nhiêu? Dạ, 80 hơn, có thể hơn 80. Đấy. Đấy, ok. Nó khá là khó nói nhưng mà nhá, 80 nhá. Ok, còn sau video này xin mong là Kai giảm cân nhá. Ok, đó, Kai à, nếu như bạn có nghe video này thì bạn đã thấy rồi đó, Simi đang rất là muốn bạn giảm cân cho nên hãy giảm cân đi, đừng để béo giống mình. Ok. Rồi ok. Tiếp theo, ủa sao dạo này có mấy ông hỏi, tính ra cái này là video để hỏi Simi mà sao nhiều ông hỏi về Kairon vậy? Ok, câu hỏi tiếp theo nè, là chiều cao của Kairon. Ồ, chiều cao của Kairon Simi. Nếu mà chiều cao thì mình nhớ không nhầm là 1m7 mấy đấy, nhưng mà mình nhớ 1m7. 1m7 hả? 1m6. 2m6 ta. Hình như hôm đó mình nghe Kai bảo rằng là Kai cao 1m5 hay sao á, 1m5 hay sao á. Sao đâm mà tôi mới đâm nè. Đúng rồi. Ôi, trời nhầm, ơi. Nhầm. 1m75, 1m75 mình nhầm. Thế á. Mình nghe như vậy. Qua hôm qua vậy, alo. Đằng sau nhảy đằng sau mới đúng. Nhưng mà lại không qua. bạn giữ cái phím ship á, xong bạn chạy qua chứ bạn đừng có buông phím ship ra, hiểu không? Mấy bạn ơi, Sim đang sử dụng bằng sóc bay các bạn ạ. Đó, bạn thấy không? Sim rất là thông minh, đã sử dụng bằng sóc bay. Rồi ok. Để xem coi Sim sẽ làm gì đây. Cố lên. Ok. Đấy, rồi, hay lắm, Sim đã qua được rồi các bạn ơi. Okay. Rồi, tiếp theo. Tại sao? What the hell? Ủa mấy bạn, tính ra là video này là dành cho hỏi Sim mà sao các bạn toàn hỏi liên quan đến Kairon không vậy? À đúng rồi ha. Tính ra thì người hiểu Kairon nhất vẫn là Simmy, đúng rồi. Ok. Món ăn yêu thích của Kai là gì? Kai thích món gì nhất? Kai hả? Nếu mà theo mình biết là Kai thích ăn... Ăn gì? Ăn gì à? Ăn cá chiên à? Hình như là cá chiên thì phải. Cá chiên á? Cá chiên là cá viên chiên hay là mấy con cá bình thường người ta đem đi chiên? Con cá chiên. Đấy. Con cá chiên. Vậy. Ok. Rồi. Thì món ăn yêu thích của Kai chính là cá chiên nha các bạn. Ok, các bạn đã được câu trả lời đó. Ok, tiếp nha. Tiếp theo là ôi, câu hỏi này mới là liên quan đến Sim nè, từ nãy giờ mới thấy một câu hỏi liên quan đến Sim. Khi yêu xa thì Simmy buồn điều gì nhất? Yêu xa thì nói chung là cũng có rất là nhiều lý do. Thường thường thì yêu xa thì các bạn sẽ không được đi chơi với người yêu nè, cũng không được gọi là gì ta, cùng nhau gọi là gì ta, đi chơi với lại là chia sẻ niềm vui nỗi buồn gọi là cách trực tiếp, mà chỉ là qua gọi là màn hình máy tính xong cứ bấm đấy. Đó, thật sự rất là buồn. Đôi lúc mà nói thật chứ không có gì, mỗi lần mà mình đi chơi với Phong với Sam thì mình nhìn hai người ấy một ánh mắt rất là buồn bã, phải không? Nghe buồn cái gì? Nghe buồn cái gì? Đó bạn thấy không? Nói chung là cái nỗi buồn nhiều nhất của những người yêu xa vẫn là cái nỗi buồn là không được gặp mặt nhau nè, và rất là nhớ nhau luôn, đúng không? Ừ, đúng rồi. Đó, ok. Rồi, tiếp nha. Trời ơi, nghe câu trả lời mà nghe buồn theo luôn á. Ok, tiếp nào. Trong video này, trong video trả lời câu hỏi này, Sim có muốn nhắn nhủ điều gì với Kairon hay không? ok. Thì trong video này thì mình chỉ muốn nhắn nhủ ba từ thôi. Tại gì? Ba từ duy nhất. Đó chính là Sim yêu Kai. Ta-da. Wow. Trời ơi các bạn ơi, mấy bạn fan của Sim nghe có thấy ganh tị chưa? Trời ơi, Sim kêu là Sim yêu Kai kìa. Đó mấy bạn fan của Sim có thấy ganh tị không? Có thấy ganh tị không? Trời ơi, thấy không? Kai đó nè, bạn đã có được một gọi là cô người yêu rất là dễ thương, cho nên hãy ráng trân trọng nha Kai. Đó, ok. Trời, mình bảo đảm là có nhiều ông xem video này cảm giác ganh tị với Kai khi mà có một bạn người yêu dễ thương như vậy. Ok. Rồi. Và câu hỏi tiếp theo cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho Sim. Ủa sao video này ngắn quá ta, sao ít ha câu hỏi vậy ta? Tính ra mấy bạn đặt ít câu hỏi thế. Ok. Rồi. Cuối cùng. Ủa khoan, hình như câu hỏi này nó hơi giống câu hỏi lần trước của mình với lại Sa mấy bạn ạ. Mấy bạn biết câu hỏi là gì không? Đó chính là nếu như bé Mưa và Kairon rơi xuống biển thì Sim sẽ cứu ai? Ừ, nghe giống như câu hỏi của lần trước mấy bạn hỏi mình vậy trời. Tại sao mấy bạn lại so sánh giữa gì là hai cục vàng với nhau vậy? Oh my god. Khó trả lời quá Sim. Thật sự là khó. Ai mình cũng rất là yêu quý các bạn. Đúng rồi. Sim rất là thương Kai, cũng rất là thương bé con bé Mưa á, cho nên là giờ Sim không biết trả lời sao hết. Thật sự mình rất là thương hai người đó. I can't. Thật ra thì đây là một video trả lời câu hỏi, nhưng mà Sim vẫn có thể tìm được một câu trả lời nào đó nghe cho nó thích hợp nhất đối với Sim là được.
Nếu mà đối với sim thì không biết các bạn như nào, nếu mà đối với sim thì sim sẽ nhảy xuống luôn. What the hell? Người ta là muốn được cứu, còn sim là sim muốn nhảy xuống heo luôn. À, hợp lý, nói chung là hợp lý. Ừ. Nói chung là mà nó không có cứu được thì thôi mà nhảy xuống gấp vui luôn. Nhảy xuống gấp vui luôn à? Lần đầu tiên trong đời mình nghe nói có một người thấy người ta chết đuối xong, ô bạn đang chết đuối hả, để mình nhảy xuống mình gấp vui với bạn. Oh my god. Ok, tụi chị tâm trạng cho tụi làm theo nha. Nói gì thôi nha. Trời ơi, bạn làm theo nha. Cái này chỉ là giỡn thôi nha các bạn, chứ bạn đừng làm theo nha các bạn. Chuyện gì mà thấy người ta đang bị đuối nước không chịu cứu mà còn nhảy, bạn đang đuối nước hả, cho mình xuống mình gấp vui với. Thì nghe nó hơi kỳ. Chết luôn trời. Rồi. Vậy thì coi như là từ nãy đến giờ ok, mình đã chết luôn rồi. Ok, từ nãy đến giờ chúng ta đã cùng nhau bắt cua trả lời câu hỏi cùng với Simmy. Mặc dù là gọi là video này khá là ngắn, nhưng mà bởi vì là lý do là các bạn đặt câu hỏi ít quá. Bởi vì mấy bạn biết sao không? Có rất là nhiều những câu hỏi, thật ra không phải ít đâu, có rất là nhiều câu hỏi luôn. Nhưng mà mình chỉ chọn được những câu hỏi nghe cho nó gọi là lịch sự thôi bạn ơi. Có rất nhiều bạn đặt những câu hỏi nghe rất là bất lịch sự, và cũng có rất là nhiều bạn đặt những câu hỏi nghe rất là kỳ cục luôn. Cho nên là mình không chọn, mình chỉ chọn những câu hỏi nào mà nghe cho nó hay, cho nó lịch sự thôi, nên thì mình mới hỏi, hiểu không? Đó, ok. Đây, thì nói chung thì những bạn nào mà muốn mình làm bắt cua trả lời câu hỏi cùng với ai nữa thì bạn hãy nhớ bình luận cho mình biết, và nhớ là để tên người đó kèm theo là câu hỏi nha. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nếu như bạn thấy thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của Mèo Simmy cùng với các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người nữa nha anh em. Ok, bye bye, và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, yêu anh em. Phải rồi, tạm biệt.